đó, lắc lắc coi như là rớt hàng hết bây giờ. Stadium, Red Stadium. Thành phố rất là sạch sẽ và đẹp. Đẹp chưa? Đây là cái cầu của thành phố này, của downtown. Rất là đẹp. Đây. Ui à, nóng quá mà. Nóng quá hả? Nóng lè lưỡi luôn. Gần 90 độ mà. 90 độ, 91 độ. Tùy thì bây giờ là 91 độ. Đó đi, đi qua cái cầu. Bây giờ mình sẽ đi bộ qua cái cầu nha. Đây là downtown thành phố, rất là đẹp, sạch sẽ. Đây là nó đề là cái gì à? Sing the Queen. Những cái bông đẹp quá. Nè. Bông ngũ sắc đó. Công chúa nè, hoa ngũ sắc nước nè. Sao bọn gọi là hoa ngũ sắc là bởi vì nó có nhiều màu nè, thấy không? Vàng nè, hồng nè, tím tím nè đó. Wow, mát quá. Nhảy vô đi, chút xíu là nó khô à, mình tưởng ít dày thôi. Rồi dày ra. Mát không? Dạ. Làm mình nó còn màu đen nữa. Wow, nước lên đã quá, nước nó lấy cái nước của nó. Đi vô đi, tại em có giày đó đâu sao đâu. Trời nóng quá nha các bạn, nóng quá, bây giờ đi vô. Chạy vô đó kìa, đó giống con kia kìa. Chạy vô. Đó, chạy vô. Đó, nó xịt ra đó, chạy vô, nó xịt xuống lấy chịu. Đó. Lớn rồi, già già rồi nhưng mà thấy nước là vẫn thích rồi đó, thấy không? Đó. Đó. Dù lớn hay trẻ, già hay con nít, có nước là vẫn thích à. Có nước là có sự sống à, là vui à. Đây là cái sân chơi banh nha. Cái banh mà họ ném rồi dùng cái cây giống như cây chày á, gọi là baseball đó nha. Đó, chúng ta chạy đánh xong rồi chạy nha. Đó, còn đây là cái cầu đi bộ, tí nữa mình sẽ đi ngang qua cho mọi người thấy nha. Đó, đây là cái chỗ ngay trước cái mặt tiền của cái thành phố. Đó, đẹp chưa? Đó, đây là cái mặt tiền. Đó, đây là cái tòa nhà kìa, Great America kìa, Insurance. Cái thành phố Ohio á, lớn dễ sợ luôn. Những cái tòa nhà rất lớn nha. Đây. Đó. Ồ, đây nước nó chảy là nó có cái nước đó. Nó mát quá nha. Ồ, phố đẹp quá mà. Nóng quá. Thở ra là nóng quá. Mà rất đẹp nha, có cái thao tầng nước, ôi ồ nha mọi người. Đẹp quá. Đây nha, bây giờ bắt đầu mình đi lên chiếc cầu nha. Đây, đẹp chưa? Đó. Rất đẹp nha. Hello. Hello. Đó, cái cầu này. John A. hả? John K. Roger Bridge. 1867. Cây cầu này có một năm 1867. Hả? John A. Roebling hả? Roebling Bridge. John A. Roebling Bridge.
Có nghĩa là cái lấy tên của cái ông này tên là John A. Xây năm 1867. Đó. Đây là hai cái trụ. Ở dưới có chỗ port cho con nít đó chơi. Coi coi túp lều lý tưởng đang đi. Cái này mà đi lò cái chân xuống là tiêu quá nha. Thì đi cái đạp đó chéo á, đạp chéo nó qua. Đó. Đó. Vậy thôi, cái đạp chéo thôi. Lắc lắc coi như là rớt hàng hết bây giờ. Đó, you made it. Yeah, rồi mà không made it. Cuối tuần ở nhà trời nóng nảy, cha mẹ đưa con cái đi ra ngoài phạt chơi. Đó, cái phạt này cũng rất là mát mẻ. Trong cái phạt nó làm nhiều cái thứ lắm nha. Đây con chim nè. Cái chỗ chơi kìa. Wow. Nhiều chỗ chơi lắm nha. Không phải cho con nít không mà cả người lớn nữa. Đó, bên đó là dòng sông cho nên cái phạt này rất là lý tưởng. Cái này nó gọi là flying kid. Con heo biết bay nha. Wow. Con heo biết bay nè. Oh, Piggy. Rồi mấy cái chỗ nước cho mấy đứa con nít nó chơi nè. Đó. Đi chơi xong rồi mệt rồi có nước uống nè. Ủa cái mỏ chu. Đã quá. Ý như là uống bia hơi vậy á. Uống bia hơi, uống bia lạnh nè. Đúng rồi. Mọi người thấy đấy, cái cầu hùng vĩ nha. Năm 1867 mà đã xây được một cái cầu, cái kiến trúc là trên 100 năm rồi. 160 mấy năm rồi. Game á, thắng rồi hả? Chờ game nó thắng rồi, ô lửa kìa. Đó, thắng rồi cho nên là nó đốt lửa để mà celebration á là red win rồi đó. Đó, red win, cái bảng red win nha mọi người, đúng lúc luôn nha. Đó. Wow, đó đây là cái sông này, nãy mình đi cái thuyền đó. Bây giờ nè. Wow. À cái cầu cũng không đến nỗi xa hả? Yeah. Đó, đây nè, đây nó mát này, đó đi sát đây là nó mát cái mặt này. Đó, vừa cầu xe mà vừa cầu ấy luôn nha. Nè. Đây nha, đó cái cầu, bây giờ mình sẽ đi ngang qua cái cầu. Một cây cầu 160 mấy năm rồi nha. Đó đây. Nó làm rất là hùng vĩ. Thật sự là một công trình rất là vĩ đại nha. Thời đó mà đã xây được một cây cầu như vậy rồi. Thật sự đưa con người của mình rất là giỏi. Phải nói quá giỏi. Bây giờ thì nói chung là
kiến trúc thì dĩ nhiên là nó sẽ vượt qua những cái này rồi, nhưng mà về có computer rồi là những cái máy móc thì dĩ nhiên đấy, nhưng mà thời xưa mà cái này làm con người làm đó, từng con ốc, từng cái ấy là người làm hết nha. Đó, thấy là vĩ đại chưa, xây trên một cái dòng sông. Và đây cái thành phố này, wow, đã chưa, đó rất là đẹp nha. Trên đây nó mát, trên đây nó mát. Đây. Hey. Cao ôm cái phone mà thấy rung, nhìn xuống nó chóng mặt luôn á mọi người ơi. Wow, cao quá. Rất là cao nha. Nhìn xuống mà chóng mặt luôn á. Tự nhiên nó giận cái da gà luôn á. Cái gì cái này rớt phone hay rớt gì xuống là thôi. Miễn luôn. Coi như là bye bye luôn á. Xe nó chạy vi vu hả? Chạy vi vu giống như ong á. Sắc để cho nước nó thua xuông. Nó với lại nó làm vậy để cho đỡ cái quay á. Cái trọng lượng quay á, nặng á. Khi trời tuyết thì nó không bị trơn trượt, nó hết xuống, nó không bị trượt. Yeah, you too, thank you. Cái cầu thật là vĩ đại nhỉ? Đã chưa? Quá là vĩ đại luôn. Nhìn cái cầu đi nãy giờ cũng hơn 15 phút rồi. Tệ. Ô, con cá kìa em. Kìa, cá bự kìa. Kìa đó. Đó, cá nguyên cái lưng cá kìa bự kìa. Đó mọi người, thấy không? Đó, đang bơi á. Đó, nó đang mời con cá ấy đó, cái trăng á. Đó, nó chìm xuống lại rồi kìa. Đó, thấy hả? Trời ơi, nó nằm thừ lừ đó. Ừ, con cá đó. Đúng là lý tưởng. Túp lèo lý tưởng, chọc túp lèo lý tưởng, khúc cây kêu con cá. Túp lèo lý tưởng, cứ thế mà tưởng. Cho nên gọi là túp lèo lý tưởng. Đây có cái chiếc thuyền để nó, thí dụ như có ai bị cái gì là nó rescue kìa. Đó nhớ khi giống như cái thuyền của Bullitt rồi đó. Nè, đó, chiếc Bullitt vừa nói ra là có chiếc Bullitt chạy sau của chiếc thuyền nó lên. Đó, chiếc đó là police của nước và chiếc thuyền cứu. Nhớ khi có chuyện gì đó thì đây có police này, rồi có cứu hỏa, cứu thương hoặc là vớt tàu, những cái tàu nó bị cái gì đó, tai nạn hoặc là bị chìm, những cái mà chuyện nó xảy ra mình không thể biết trước được, cho nên nó sẽ có người và police sẵn luôn. Mát ha, rồi. Rồi, quay lại. Đó, quay lại, đi vòng kia. Ở bên kia sao? Bên kia nắng lắm á. Thôi, đi này ha. Giờ anh chịu lạc tập. Chứ không bằng whatever. Sao tôi vô nữa hả? Sao tôi vô? Bây giờ là up to me. Giờ up to me hả? Yes, whenever I need to make a decision. Bây giờ up to me, chứ không up to sắp tôi vô. Đây. Đang chạy, đang chọc gái, chọc mà xả chạy gì, chọc gái. Nó mệt rồi, nó không chịu đi qua kia nữa. Còn hey guys. Đây, đang nói chuyện với nhau, tấp vô nhau nói chuyện với nhau.
đẹp quá. Thật sự mình quay một chút xíu nha, chia sẻ để mọi người thấy nha, sự hùng vĩ và một cái thành phố Ohio nha. Đó, cho nên mẹ mới thấy đây, những người đã xe đạp enjoy. Đó, đi bộ. À, đây là những người đi coi game về. Red win, right? Yeah, yeah, we heard. We got five. Thằng này thua rồi. Thằng này ở bên khác. Một chút chia sẻ cùng các bạn nha. Đây là cái cầu của Cincinnati, Ohio. Rất là đẹp, đi bộ trời nắng nhưng mà rất là mát. Đó. Trên cầu, nhìn xuống dưới river rất là đẹp. Và nãy giờ Lâm Râu cũng chia sẻ cùng với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và đầy năng lượng. Thank you. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye. Và tiếp tục ủng hộ những video tới nha. Đó, đây kia anh gái của mình đang quậy kìa, đang quậy phá kìa, đó đó, vuốt râu bắn súng gì kìa. Đó, sự hùng vĩ của con người trong bao nhiêu năm qua nha. Đó, rất là đẹp và rất là hay và rất là giỏi. Đấy, rồi cảm ơn mọi người tiếp tục đồng hành nha. Bye bye, bye đi gái, một lần cuối. Bye bye, bye bye, bye. Yeah. Gái mình cũng bye bye kìa.